Vâng, đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào quý khách nhá. Và bây giờ là 3 giờ chiều ngày 29 này, tháng 12 ngày 29 tháng 11 vâng, năm 2019 đây. Vâng, thì rất hân hạnh đón vợ chồng anh Thành Thức ở xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê đây. Vâng, đang anh chị đã đặt chúng tôi bộ ghế Minh Quốc Nghê cột 14 gồm 10 món chất liệu gỗ gõ đỏ, và hôm nay chúng tôi đã làm xong và anh chị đã về để ký duyệt. Và đây trên hẻm đây là vợ chồng anh Thành Thức nhé, ở Tiên Lương, ở Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, và đã về cơ sở Tùng Tám để ký duyệt bộ sản phẩm, đó là bộ Minh Quốc Nghê cột 14 gồm 10 món chất liệu gỗ đỏ. Và đây bộ hàng siêu khủng đấy. Ôi, nó kẹp với chân đấy. Và quý vị nhìn thấy bộ ghế khủng chưa? Cao, hút cao bằng đầu người luôn đấy. Và quý vị bộ nặng hết nhỉ? Đấy, quá nặng rồi, nặng chưa? Đấy, cứ hai vợ chồng ngồi chung nhau một ghế. Đỡ tốn ghế. Hai người chung nhau ghế chứ. Giọng to này. Đấy. Cái ghế to thì khẽ cúi xuống được không? Nó mắc cái bàn thờ. Tối rồi. Và rất nhiều sản phẩm quý vị ạ. Từ bên Tết thì còn có chưa đầy một tháng rồi. Vâng, thì chúng tôi phải hoàn thiện khoảng 15 bộ ghế và 15 chiếc cặp thờ, cặp ngồi nữa. Tổng chúng tôi vừa khoảng 50 sản phẩm và quá tải rồi. Và ấy được không? Vừa được không? Chút đây. À được rồi nhỉ. Đấy. À, thì đây là một bộ gỗ mun nhá. Tôi đang hoàn thiện cho một khách ở Thanh Nga này. Mun. Mun đuôi công này. Đấy, còn cái bàn này này. Còn ngoài này là một số nguyên đồ thờ đây. Thank you.